huyện Trà Cú và trọng tài đã mọi người bắt đầu trận đấu. Số 8. Vậy số 10 đã tung ra cú sút đầu tiên căng về phía khung thành của công an huyện Trà Cú, nhưng thủ môn đã tuyệt vời và cảm phá được pha bóng cú sút căng vừa rồi. Vẫn là các cầu thủ của đội tuyển Hoa. Đó là các cầu thủ của đội tuyển Hoa, số 8, số 7. Số 8. Đó là các cầu thủ đội tuyển Hoa. Đây. Giờ sẽ là đợt phản công của các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Và đã có những cú sút căng bóng về phía khung thành của thủ môn Trần Hiền. Đó là các cầu thủ của công an huyện Trà Cú. Bóng vẫn còn trong sân. Đây là trận 2 giữa công an Trà Cú và hôm vừa rồi và đoàn từ thiện Biên Hòa Đồng Nai. Để thấy cho các cầu thủ đội tuyển Biên Hòa. Số 10. Giờ là số 7. Số 3 đã cắt được đường truyền của số 7. Phát bóng chết tao. Cú sút nhẹ nhàng của các cầu thủ công an huyện Trà Cú chưa gây khó khăn cho thủ môn Trần Hiền của đội từ thiện Biên Hòa. Bây giờ là phản công của các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Vẫn là các cầu thủ của đội Biên Hòa đang giành lợi thế. Và bây giờ là tỷ số đầu tiên đã được mở cho các cầu thủ đội từ thiện Biên Hòa Đồng Nai. Tạm thời các cầu thủ của đội từ thiện Biên Hòa Đồng Nai dẫn trước một bàn với tỷ số 1-0. Đó là số 8. Đó là số 7. Số 4. Số 8. Và thiếu sự chính xác của đội số 8 đã cận kề với khung thành của các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Số 4. Đó là số 8. Đội bóng đã được cắt ngang. Đội số 5 của công an huyện Trà Cú. Bi cho các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Số 2.
Các cầu thủ công an huyện Đà Cú đang tổ chức phối hợp để tấn công lại, vẫn là số 8. Số 6 thủ môn đã phối hợp tấn công. Bây giờ vẫn là số 2 công an huyện Đà Cú. Số đã đưa ngay vào cầu thủ số 7 của đội tuyển Biên Hòa Đồng Nai và bóng đã đi ra biên và quả góc cho các cầu thủ công an huyện Đà Cú. Rất cao nhưng đã trúng vào chân của các cầu thủ đội Thị Biên Hòa, vẫn đã đi ngoài biên. Vẫn là số 21. Thịnh, nó bấm lên chứ Thịnh. Các cầu thủ công an huyện Trà Cú đang chơi chiến thuật vượt không nhà trống. Và pha chuyền vừa rồi đã mất đà với khoảng cách cùng với số 8. Số 21. Cầu thủ công an huyện Trà Cú. Và bây giờ là cú sút của thủ môn. Và thiếu chính xác trong pha sút. Rất hay, và thủ môn đã cản phá được pha bóng vừa rồi từ sút bóng bổng của các cầu thủ đội tuyển Hoa. Bây giờ sẽ là quả biên cho các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Sút ra và quả này thì cũng đã không đi vào khung thành của thủ môn Trần Hiền, vì là sang một dòng. Số 4, số 7. Và bóng vừa rồi chị hơi mạnh nên mất đà với số 8 là chị Huyền Duyên. Số 10. Cầu thủ của đội từ thiện Biên Hòa Đồng Nai như vậy là tỷ số 2-0 nghiêng về các cầu thủ của đội từ thiện Biên Hòa Đồng Nai. Rất hay, với thủ môn Văn Hiền đã cản phá với những pha tấn công cú sút vừa rồi của các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Số 10, đó là số 7. Số 4 bây giờ là các cầu thủ của công an Trà Cú. Rất hay, thủ môn Văn Hiền đã rất nhanh lẹ trong pha bóng vừa rồi, và sự may mắn không đến với các cầu thủ của đội công an Trà Cú. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn ngay trong một giây, thì các cầu thủ đội công an Trà Cú đã gỡ gạt được với bàn thắng vừa rồi. Như vậy tỷ số bây giờ một bàn nghiêng về các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Đề nghị bên ban kỹ thuật chuẩn bị pin. Vẫn còn được tiết kiệm kinh phí của ban tổ chức nên chúng ta sử dụng như nào tắt thế thì thay pin. Số 21 rất căng nhưng bóng đã đi gọt sân ngang. Liên tục với những quả sút về phía khung thành của thủ môn Văn Hiền. Rất là
thủ của đội từ thiện Biên Hòa Đồng Nai. Bây giờ phối hợp tổ chức tấn công. Số 10, số 8 rất cần, nhưng mà thủ môn cũng đã cản phá thành công. Bây giờ là tấn công của các cầu thủ công an huyện Trà Cú, khá cao với pha bóng suốt này và bóng đã không may mắn đi vào thành của thủ môn Giang Hiền. Vẫn là số 8, bây giờ là số 10. Như vậy là pha tổ chức tấn công của các cầu thủ công an huyện Trà Cú đã sáng lên tỷ số. Bây giờ tỷ số là 2-2. Thì các cầu thủ giữa hai đội bắt đầu với những chiến thuật mới để tạo ra khoảng cách. Và với tỷ số 2-2 thì cả hai đội các cầu thủ đặt ra rất nhiều gánh nặng để tạo khoảng cách. Với những bàn thắng, số 8, số 1 phía chứ sang một chút xíu nữa, bóng đã đi vào sàn ngang và không đi vào khung thành của các cầu thủ đội công an huyện Trà Cú. Thủ môn Giang Hiền đã tham gia tấn công qua dân lúc cao. Bây giờ là các cầu thủ đội Thủy Hòa, các cầu thủ đội Hòa đã cắt được bóng. Bây giờ bóng đã đi ngoài biên lợi thế cho các cầu thủ đội Biên Hòa. Bây giờ là số 7, anh Kiệt. Và thủ môn cũng rất nhanh trong pha bóng vừa rồi đã với tay và đẩy được bóng đi ra ngoài biên. Bây giờ sẽ là quả biên cho các cầu thủ đội từ thiện Biên Hòa để phối hợp trong pha bóng góc này. Chưa có sự nguy hiểm trước khung thành của các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Bây giờ là số 3 của Đức. Trời ơi, chết rồi. Cho các cầu thủ của hai huyện Trà Cú. Đây luôn. Số 5. Bây giờ là số 7 anh Kiệt. Như vậy là cú sút vừa rồi đã thiếu may mắn và sự chính xác, nếu không thì khung thành của các cầu thủ đội Hòa sẽ rung rinh. Vẫn là các cầu thủ của đội từ thiện Biên Hòa. Rất tốt, và như vậy số 7 kiệt đã tung cú sút căng thẳng về phía khung thành của thủ môn đội công an huyện Trà Cú. Tỷ số đã được nhấn lên 3-2 nghiêng về các cầu thủ đội từ thiện Biên Hòa Đồng Nai. Thời gian chỉ còn 5 phút nữa trận đấu chúng ta sẽ kết thúc, thì các cầu thủ đặt ra rất nhiều những khó khăn. Đó là các cầu thủ của đội Biên Hòa. Đó là anh Kiệt, số 3 rất nhẹ nhàng.
và sự phối hợp giữa số 7 và số 8 đã tạo ra được thêm khoảng cách, nâng tỷ số lên cho các cầu thủ đội Biên Hòa với tỷ số 4-2. Với hai bàn thắng cũng như khoảng cách của các cầu thủ đội Biên Hòa thì buộc lòng các cầu thủ đội Công an huyện Trà Cú sẽ nỗ lực hơn. Bây giờ sẽ là quả góc cho các cầu thủ của đội Từ Thiện Biên Hòa. Sự bánh kia sẽ phá bóng. Số 8. Mở là số 8. Rất tích. Số 2. Bây giờ là tấn công của các cầu thủ của Ngao Huyền Trà Cốt. Bóng đã đi lỡ nè. Bây giờ vẫn là số 7. Số 3. Quỳnh Đức. Số 2. Và bây giờ bóng là số 8. Số 7. Bóng là số 8. Rất là thiếu may mắn trong quả bóng vừa rồi. Có thể nói là quả bóng đã gần kề với chiến thắng và không may thì bóng đã đi vào ngay cột dọc của khung thành. Các cầu thủ Công an huyện Trà Cú. Và bây giờ là các cầu thủ của Công an huyện Trà Cú sẽ tấn công để tạo ra sự khó khăn cho khung thành của thủ môn Trần Hiền. Sút khá căng nhưng mà vẫn chưa đi vào khung thành để bọt sân ngang. Và thời gian là còn khoảng 3 phút nữa thì trận đấu chúng ta sẽ khép lại. Bây giờ là số 7. Vẫn là số 7. Và pha bóng vừa rồi thì trọng tài đã thổi còi lỗi trong vòng cấm của thủ môn. Số 10. Số 3. Bây giờ là số 8. Anh đã. Và quả bóng đã có loại me trong rồi giờ không me quảng cáo nghe. Quảng cáo me giờ là số 5 của các thủ quan viên Trà Cú tấn công. Rất may mắn là quả bóng đã đi cặp cục dọc và không đi thẳng vào phía khung thành. Bóng vẫn còn trong chân các cầu thủ đội Biên Hòa. Số 10. Số 7. Quỳnh Đức. Hơi bị giới nên buộc lòng Quỳnh Đức cũng phải cố gắng. Nhưng đã cố gắng hết sức tới đó thì chúng ta không thể nào giới được bóng nữa. Và như vậy là tỷ số đã được rút ngắn lại cho các cầu thủ của đội Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn. Tỷ số 3-4 nghiêng về các cầu thủ Ủy ban Nhân xã Tân Sơn. Công an lộn, nhìn lộn. Công an với xã giống nhau nên nó gần giống giống nên nó có thể lộn qua lộn lại vì chung cơ quan. Hà Kim Vũ đã nỗ lực hết sức bóp mở, đã tăng cỡ trong cỡ đó mà vẫn chưa có ghi được. Giờ Hà Kim Vũ đã được tung vào sân, Lâm Hé cũng đã vào sân. Lâm Hé. Quá nhiều cầu thủ phải giữ được chuyền của Lâm Hé. Và như vậy tỷ số lại tiếp tục đã được thạch
công với những pha phối hợp giữa các cầu thủ công an huyện Trà Cú. Như vậy là tỷ số 4 đều và cũng khép lại thời gian trọng tài đã thổi còi kết thúc với tỷ số hòa giữa hai đội bóng. Các cầu thủ đội Từ Thiện Biên Hòa Đồng Nai cùng với các cầu thủ của đội công an huyện Trà Cú. Và truyền hình trực tiếp đến đây cũng đã kết thúc rồi.